Hôm nay, con bạn có thể nhận điều trị bằng Vecniferrua. Có thể bạn đang thắc mắc, Vecniferrua là gì? Trong video này, chúng tôi sẽ giải thích về Vecniferrua, cách thức hoạt động và tại sao chất này lại quan trọng đối với sức khỏe lâu dài của con bạn. Vecniferrua là cách dễ dàng, an toàn và hiệu quả để chống sâu răng. Chất này hoạt động bằng cách xâm nhập vào men răng và làm cho răng cứng lại. Vecniferrua ngăn ngừa tình trạng sâu răng mới và làm chậm lại hoặc thậm chí ngăn ngừa răng sâu hiện có trở nên tồi tệ hơn. Sức khỏe răng miệng là phần quan trọng trong sức khỏe tổng thể của con bạn. Trẻ nhỏ thường không gặp nha sĩ cho đến khi có vấn đề. Nhưng trẻ thường sẽ gặp bác sĩ 11 lần để kiểm tra và tiêm phòng khi 3 tuổi. Bôi Vecniferrua là cách quan trọng khác để giữ cho con bạn khỏe mạnh. Vecniferrua dễ bôi. Quá trình bôi thường diễn ra trong vòng chưa đầy 2 phút. Đầu tiên, bác sĩ sử dụng miếng gạc nhỏ để làm sạch và làm khô răng. Sau đó, bác sĩ bôi Vecni lên hai bề mặt bằng cọ nhỏ. Chất này tạo thành lớp dính và trở nên cứng ngay khi nước bọt trong miệng chạm vào. Sau khi bôi Vecni, con bạn sẽ không phải đợi để ăn uống. Tuy nhiên, thức ăn sẽ phải mềm và không giòn trong thời gian còn lại trong ngày và con bạn nên đợi đến sáng hôm sau mới đánh răng hoặc xỉa răng. Vecniferrua an toàn và hiệu quả. Trẻ nên sử dụng ngay từ khi mọc chiếc răng đầu tiên. Các nghiên cứu cho thấy trẻ em bôi Vecniferrua 3 tháng một lần sẽ ít bị sâu răng hơn so với những trẻ ít bôi hoặc không bôi. Vecniferrua đã được chứng minh lâm sàng là phương pháp điều trị sâu răng bằng ferrua chuyên nghiệp và hiệu quả nhất. Chúc mừng bạn đã thực hiện bước quan trọng này để thiết lập thói quen chăm sóc sức khỏe răng miệng tốt, đảm bảo nụ cười khỏe mạnh của con bạn trong nhiều năm tới.